tử vong khi thao bể ngầm. Vào ngày 22 tháng 10, tại ngõ 172 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hai bố con trong một gia đình sinh sống tại đây xuống thao rửa bể nước ngầm của gia đình. Trong quá trình thao, rửa bể, người con đã bị ngạt khí, người bố đã nỗ lực hô hoán nhờ người giúp nhưng không thể kéo đại trượng phu lên khỏi bể được. Sau đó, nhờ sự giúp của đội cứu giúp hộ nạn nhân gấp rút được đưa ra ngoài, trung tâm y tế 115 cũng có mặt ngay sau đó sơ cứu giúp, tuy nhiên nam thanh niên đã không qua khỏi. Theo chuyên gia về độc chất thì trong bể ngầm có rất nhiều khí độc có thể cướp đi tính mạng của con người. Thời điểm vừa qua nước tinh khiết sông Đà nhiễm dầu bẩn sẽ có rất nhiều gia đình thao rửa lại bể, mọi người cần phải xem xét tới mối gian nguy này. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho hay, các trường hợp bị tử vong do thay rửa bể chứa nước, thao dấn, vệ sinh hầm đều do bị ngộ độc khí 2S hydrogen sulfide, hay còn gọi là khí hầm hố khí độc. Người dân cần cảnh giác trước nguy cơ ngộ độc khí khi thao bể ngầm, ảnh minh họa. Khí độc này tầm thường có trong các hang hốt kín như bể ngầm, giếng, bể chứa chất thải, hầm, đây đều là những nơi để quang, kín gió, thông khí kém. Trong điều khiếu nại đó, các chất hữu cơ phân hủy, vi khuẩn chuyển hóa hiện ra khí độc hydrogen sulfide và tích tụ ở đó. Bác sĩ Nguyên cảnh báo, hydrogen sulfide là khí rất độc với hệ thần quản hốt trung ương. Loại khí này ở nồng độ cao có thể gây ra liệt thần quản hốt cứu giác. Khí hydrogen sulfide ở nồng độ thấp sẽ có mùi thối, còn nồng độ cao nạn nhân không kịp ngửi phát hiện ra mùi đã gây ngộ độc cấp tính. Nạn nhân sẽ ngay lập tức rơi vào hôn mê co giật, xong xuôi thở, trụy tim mạch và tử vong rất nhanh. Làm gì để tránh ngộ độc khi thao bể ngầm? Bác sĩ Nguyên cho hay, thao rửa bể ngầm để giúp cho nước sinh hoạt tinh khiết và bình yên là nhu cầu của người dân. Để tránh xảy ra các trường hợp ngộ độc đáng tiếc khi tiến hành thao rửa bể, người dân cũng cần phải biết bể nước ngầm là nơi sẽ tiềm ẩn có chứa nhiều khí độc. Trước khi thao rửa bể ngầm, người dân cần phải mở tung cửa, thổi quạt, phun dưỡng khí oxy vào hầm, bể để không khí loãng, thoáng. Khi người xuống thao bể ngầm phải có người ở trên quan sát người ở dưới, có vũ trang cảnh báo kết nối ví như dây thừng buộc vào người để kịp thời xử trí kịp thời. Theo bác sĩ Nguyên, trong tình huống xảy ra ngộ độc, người dân cần xem xét chỉ cứu giúp nạn nhân khi có đủ trang vũ trang bảo hộ. Nếu đưa được nạn nhân ra ngoài, tầm thường thì cần hỗ trợ hô hấp, cấp cứu giúp xong xuôi tim, bằng cách ép tim, khai thông đường hở, móc đờm giải trong họng, rồi gọi cấp cứu giúp đến. Tránh trường hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu giúp ngay vì có thể khiến mất não do không có oxy.